quán cà phê mình làm nha mọi người. Hôm nay là thứ bảy thì cũng khá là đông, rất là bận rộn. Quickly wash the dishes, come out and help you. It's beautiful. Yeah. Outside, I already cleaned the coffee machine, now we clean the table. Hi, Luna, all the time. Xin chào mọi người, là mình Luna đây. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui, sự hứng khởi trong công việc cũng như cuộc sống nhé. Trên hành trình khám phá vùng đất Australia xinh đẹp, Luna may mắn được trải nghiệm làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, từ phục vụ, thu ngân, nhân viên pha chế cà phê, housekeeping cho đến nhân viên bán hàng ở các shop, nhà hàng, khách sạn, quán bar hoặc là nhân viên tạp vụ ở các sự kiện âm nhạc. Và hot boy jobs ổn áp nhất mà Luna từng trải nghiệm thì đó chính là nghề barista hay còn gọi là nhân viên pha chế cà phê. Một ngày làm việc điển hình của mình tại quán cà phê như mọi người thấy đó là chào đón khách, nhận order và thanh toán. Sau đó mình sẽ tiến hành chiết xuất cà phê, đánh sữa và trình bày một cốc cà phê cho khách uống tại chỗ hoặc là mang đi. Ngoài ra thì mình còn làm sinh tố và nước ép cho khách. Và các món này thì rất là dễ làm, bạn sẽ được chỉ dẫn khi mà vào làm. Sắp xếp ly tách gọn gàng, dọn dẹp bàn ghế và giữ cho quán cà phê luôn sạch sẽ. Để so sánh với công việc phục vụ nhà hàng trước đây mà mình làm, thì barista nhẹ hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà barista là job hot, được nhiều du học sinh và các working holiday maker lựa chọn khi mà đến sinh sống và làm việc ở Úc. Với người Úc thì cà phê không chỉ là một loại thức uống mà còn là nét đặc trưng trong văn hóa của họ. Mỗi cửa hàng phục vụ cà phê thì đều phải có một hay nhiều barista chuyên nghiệp, người am hiểu và biết cách pha chế cà phê một cách chuẩn mực. Việc kết hợp với sữa, trang trí, vẽ họa tiết, tạo đồ ngọt đã đưa cà phê Úc lên một tầm cao mới. Cà phê ở Úc đã là một lối sống chứ không chỉ là một loại đồ uống thông thường. Do đó mà nhu cầu tuyển dụng barista ở Úc rất là lớn, phổ rộng khắp các tiểu bang và mức lương trả theo giờ cũng xịn sò hẳn hơn nhiều so với các ngành nghề khác. Thực tế thì hoàn toàn bạn có thể điêu lương với chủ lao động từ 27 cho đến 31 đô một giờ hoặc là cao hơn và cũng nhẹ hơn đáng kể so với các công việc mà mình kể trên. Ngoài ra thì bạn còn được làm trong môi trường mát mẻ, sạch sẽ và được uống cà phê miễn phí mỗi ngày nữa. Qua trải nghiệm thực tế ở Úc thì Luna nhận ra đó chính là khi đến một đất nước xa lạ, chúng ta phải lấy cái bất lợi, đó là ngôn ngữ, văn hóa, kỹ năng, sức khỏe để mà cạnh tranh với ưu thế của bạn bè quốc tế. Do đó, việc trang bị thêm cho bản thân những kỹ năng mềm và làm việc là vô cùng cần thiết. Để có thể trở thành một barista trong các quán cà phê Úc, thì bạn cần phải có kiến thức về pha chế cà phê máy trước khi đi xin việc. Vừa rồi về Việt Nam, Luna đã tham gia một khóa barista và latte art. Nhờ đó mà Luna đã tự tin hơn rất nhiều và có job ngay khi vừa đặt chân đến vùng đất mới, đó chính là Perth. Không chỉ thế, Luna còn nhận được rất là nhiều offer, ngay cả khi chỉ có thể vào làm 2 ngày off và có thể deal mức lương mà mình mong muốn. Có nơi còn trả Luna đến 35 đô một giờ cho các ngày làm theo yêu cầu. Quả thật, mình cảm thấy may mắn và không cần phải chật vật đi trải từng tờ CV như trước, mà bây giờ có thể tự do lựa chọn nơi mình muốn làm việc. Nếu như bạn mong muốn sở hữu kỹ năng nghề để sang Úc dễ kiếm được việc nhẹ, lương cao trong các quán cà phê, nhà hàng hoặc là resort, thì có thể tham khảo thông tin về khóa học barista mà Luna sẽ để phía bên dưới phần description ở dưới đây nha. Luna học ở đây á, mình thấy tỷ lệ thực hành rất là cao, lên đến 90% thực hành trực tiếp và mình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, thì mình cảm thấy đây là một quyết định rất là đúng đắn. Do đó, nếu như mà mọi người muốn sở hữu một cái kỹ năng nghề để qua Úc có thể làm việc được thì có thể tham khảo thông tin mà mình đề cập ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye!